Hai đứa phải cũng thích chưa? À. Đó. Móc tình rồi rễ của cái sen nó thấy ha. Cái sen này, con để nó, cái con cho nó xịn chưa? Dạ. Thích chưa? Dạ. Đó. Rồi. Dạ. À, móc cả bùn luôn là thay. Chứ sao? Dạ. 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 Thầy chưa hồi trước nó chỉ có một cái cọng sen thôi. À, trời ơi, một cọng sen mà bây giờ thầy nhấn rộng biết bao nhiêu sen à? Dạ. Thầy nghĩ bây giờ thì nó có công á. Dạ. Và xung quanh mình mới móc ra đi thấy xe một bài quá. Đó, hay quá. Đi đâu cũng thấy sen đây ha. Ừ, thấy sen. Dạ. Ở đây là sen trắng. Rồi, dạ. Nó có sen đỏ. Đây sen trắng. Cái sen này là nó không có hộp. Nó chỉ trồng gốc thôi. À, rồi rồi rồi. Cái này chắc là sau này đủ chuyến xin một chút sen từ đất Phật về quê hương. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đem, dạ. Đem móc không về đó. Dạ. Đem tất cả những cái thứ. Đúng. Dạ. Dạ. Mình không có làm gì, mình không có tiền bạc. Dạ. Đem giống như kia rồi, bây giờ thầy đang lấy cái lúa giống là Kalanamak. Dạ, Kalanamak. Về Việt Nam rất là thành công. Hay quá. Dạ, thầy lại dưới dế lên chân luôn á. Đó, đó, vâng, đó. Có tài năng. Và mình thường lấy mà mình không thì mình đem những cái phúc quý về trồng trên quê hương mình. Dạ. Yeah. Một lời tri ân. Dạ, yeah, hay quá. Đất nước. Dạ. Thầy chỉ đất nước này. Thầy không có tư nhiên giống như cuộc con thường đất quê hương. Dạ. Chính đã thầy sống ở Việt Nam có mình mấy năm đó thầy ha. Mấy năm. Còn lại thời gian không ngoài. Rất là may mắn. Dạ. Dạ. Thật sống thế ha. Dạ. Sáng này con làm mười mấy cái đó. Đúng rồi. Bây giờ con xuống kia tiếp tục đi. Bây con mời lại cái lục bình lên. Bây giờ con phơi lục bình cho khô cái đã. Ừ, đúng rồi. Phơi lục bình khô rồi sau đó là thầy làm compost, thầy làm phấn cho này. Dạ rồi.